Kỳ Bông xin kính chào quý vị. Chúng ta bàn về tuần thứ 5 hậu bầu cử tổng thống. Ngày 9 tháng 12, tờ báo Washington Post đăng tin cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA gồm 17 cơ quan tình báo liên hệ của Mỹ tố cáo rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử vừa qua giúp cho ông Trump thắng cử. Điển hình là chính phủ Nga đã cung cấp cho WikiLeaks hàng ngàn email bị đánh cắp của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ DNC và của những người khác trong chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Vì áp lực của một số nhà lập pháp, Chủ tịch Khối Cộng Hòa, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, đồng ý gia tăng tìm hiểu rõ tác động của Moscow đến cuộc bầu cử và nói trong ngày 12 tháng 12 tại Quốc hội là phải nghiêm túc điều tra vụ tin tặc hacker này của Nga. Ông Trump và đội ngũ chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử bên vực và phản bác cho đó là một cáo buộc lô bịch. Họ không tin Nga đã can thiệp vào các vụ tấn công mạng và cho sự việc đó có thể bắt nguồn từ Nga, từ Trung Quốc hay từ một người nào ở một tiểu bang nước Mỹ. Để tiếp tục chứng tỏ sự thân thiện mật thiết đối với Nga, ông Carter Page, cố vấn Tổng thống đắc cử Trump, đã đến Moscow để tổ chức một số cuộc gặp gỡ giữa các doanh nhân và chính trị gia Nga và Mỹ. Hơn nữa, ông Trump đã chọn ông Rex Tillerson, tổng giám đốc tập đoàn ExxonMobil, vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ vì ông Tillerson đã từng tiếp cận và ký hợp đồng với trữ lượng dầu mỏ của Nga ở Bắc Cực. Vì thế mà trong năm 2013, Tổng thống Putin đã tặng thưởng huân chương hữu nghị cho ông Tillerson tại Điện Kremlin vì ông Tillerson có thể đem lại 500 tỷ Mỹ Kim cho Nga với hợp đồng đã ký kết. Nhưng sau đó, Nga xâm nhập Crimea bên Ukraine nên hợp đồng này phải ngừng vì lệnh cấm vận kinh tế chống Nga của phương Tây và của Mỹ. Về liên hệ ngoại giao bên châu Á, tuy chê bai Bắc Kinh mạnh mẽ về lực lượng ăn cắp bản quyền, về việc phá giá sản phẩm và đồng nhân dân tệ, ông Trump cũng tuyên bố không thể xem nhẹ Trung Quốc vì Trung Quốc cũng khá tuyệt vời. Có phải đó là chính sách đi hàng hai, vừa đấm vừa xoa của ông Trump không? Có phải ông muốn tách rời Nga và Trung Quốc ra khỏi với nhau để cô lập Trung Quốc chăng? Với chiến thuật vừa tát tai vừa cho ăn bánh kẹo ngọt, ông Trump làm cho người đối diện vừa khóc vừa cười. Để muốn giảm căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung, ông Trump chọn ông Terry Branstad, thống đốc tiểu bang Iowa, bạn cũ hơn 30 năm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, làm đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh. Trong năm 2015, Iowa bán các sản phẩm nông nghiệp ước tính 1.4 tỷ Mỹ Kim cho Trung Quốc, một quốc gia được coi có nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới. Có phải ông Trump làm theo thủ đoạn đi hàng hai khi ông và con gái Ivanka đàm luận trong vòng 90 phút với cựu phó tổng thống Al Gore, người được xem có nỗ lực hàng đầu làm giảm tác động biến đổi khí thái? Tưởng là ông Trump sẽ cởi mở về sự kiện này, nhưng sau đó, ông bổ nhiệm ông Scott Pruitt làm Bộ trưởng Cơ quan Bảo vệ Môi trường EPA, chống lại chính sách bảo vệ môi trường của Tổng thống Obama. Ông Scott Pruitt đã phản đối chính sách chống biến đổi khí hậu, cho rằng hoạt động của con người không làm cho trái đất ấm nóng lên. Ông Pruitt đã kiện EPA về các quy định áp dụng với các nhà máy điện, chống lại lập luận của các nhà khoa học nào đã chứng minh biến đổi khí hậu là có thật và con người làm gia tăng nguy cơ này. Trái lại, ông Trump cho là biến đổi khí hậu là một trò lừa bịp được Trung Quốc tạo ra nhằm mục đích giảm sự cạnh tranh của nền sản xuất Mỹ. Ông Trump cũng từng mỉa mai cho rằng sự hâm nóng của toàn cầu cần thiết bởi lẽ cả thế giới đang bị đóng băng freezing. Ông dọa sẽ thanh trừng nhóm thay đổi khí hậu và rút khỏi Hiệp ước Khí hậu được 116 quốc gia ký kết tại Paris năm 2015. Chúng ta chờ xem chính sách hạng hai của ông Trump còn thêm những màn hấp dẫn nào nữa. Jackie Bong xin kính chào quý vị.